Hello mọi người, lại là mình đây, Châu Giang Đen, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ok, và mình rất lâu rồi mới lại quay trở lại với những cái daily vlog thường ngày của mình như thế này. Và không để mọi người chờ lâu, hãy bắt đầu vào video nhé. Châu Giang Đen. Một ngày mới của mình thì bắt đầu cũng như mọi người thôi, đánh răng nè, rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân. Nhưng mà dạo gần đây thì mình thường uống thêm vitamin và thực phẩm chức năng. Không hẳn là nâng cao sức khỏe lắm, mà là đây là những cái sản phẩm bổ sung dưỡng chất cho cái quá trình giảm cân và detox của mình. Một hộp là bổ sung chất xơ và một hộp là bổ sung cấp nước cho da. Tiêu chuẩn cho người trưởng thành thì mỗi ngày sẽ là 4 viên cho mỗi lọ, nhưng mà mình thì chỉ uống 2 viên mỗi lọ thôi, vì mình thì cũng không cần quá nhiều ấy. Và về cơ bản, nếu những thực phẩm chức năng này mà bạn không uống nhiều nước thì rất là khó để thực hiện quá trình trao đổi chất, cho nên là thành ra sẽ rất là có hại cho cơ thể nếu các bạn không uống đủ nước. Mà mình thì lại uống rất là ít nước ấy, cho nên là mình chỉ uống 2 viên thôi, và trong cái lần uống này mình sẽ gắng uống nhiều nước nhất có thể. Tiếp đến sẽ là một viên kẹo dẻo kích thích mọc tóc. Hồi trước thì mình có ăn viên kẹo gấu mọc tóc rồi, cũng nổi tiếng lắm ấy, nhưng mà mắc, rất là mắc luôn. Một hộp 1,5 triệu, mà kết quả thì cũng không quá là rõ rệt đâu. Còn hộp này thì mình thấy được review khá là tốt nên dùng thử xem sao. Mình sẽ dùng một thời gian để xem kết quả nó như thế nào và chia sẻ cho các bạn, có thể là trên Instagram hoặc là một cái blog sau của mình. Tiếp đến là rửa đống chén bát tối qua. Bắt đầu một ngày sương sương cho nó tỉnh cái người rồi đi giặt quần áo. Như bạn dạo này mới xem clip nhà của mình, cái clip mà decor phòng 20 triệu ấy, thì mọi người có hỏi là ôi vậy thì máy giặt để đâu, chỗ phơi đồ ở đâu. Tại vì thực ra thì căn mình ở có một khu phơi giặt riêng, mọi người yên tâm nhé, nắng sớm rất là chan hòa luôn. Bây giờ thì chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay thực đơn sẽ có rau và phở. Tuy nhiên thì đừng ngạc nhiên vì những món mình ăn nhé. Những món mình ăn thì mục đích là đủ chất và ngon, cho nên mình thích ăn thế thôi. Hôm nay sẽ là đậu Kobe Nhật. Mình sẽ luộc một chút đậu Kobe Nhật này. Đậu này sẽ ngon, ngọt và giòn hơn đậu Kobe của Việt Nam. Mình biết đến nó tại vì dạo gần đây mình hay đặt salad về ăn, thì trong cái salad sẽ có em nó, rất là ngon luôn. Bạn nào mà ít ăn rau á thì có thể thử cái đậu này, rất ngon nhé. Tối qua ấy thì mình có nấu một nồi nước hầm bằng nồi cơm điện. Không cần hầm lâu đâu, chỉ cần tắt điện và để qua đêm là thịt đã nhiều rồi. Nước hầm từ xương và sả chính là cái món nước hầm mà mình thích, thích nhất nhất luôn. Cảm giác đó là món nước hầm ngon nhất để ăn với bún, phở hay là bánh canh ấy. Dạo gần đây thì mình hay uống nước dừa. Mùa hè rồi uống nước dừa cho mát và cũng tăng cường trao đổi chất hơn. Giờ thì dọn một chút cái kệ đồ của mình. Mình không phải là người gọn gàng đâu, thề luôn. Cái ổ này của mình á, càng ngày nó càng hẹp lại tại vì nhiều đồ quá ấy. Mình nghĩ là chắc sắp tới thì mình sẽ chuyển sang một cái phòng bự hơn một chút. Mình nghĩ là vậy đấy. Cái máy hút bụi cầm tay này chắc chắn là món đồ hữu ích và tuyệt vời nhất mà mình mua. Quá là tiện luôn ấy. Phòng mình nhỏ cho nên mình thường dùng cái đồ nhỏ này thôi là vừa đủ rồi. Với lại có thể len được vào những góc nhỏ nhất, không cần phải mở ra thay những cái đầu khác. Dạo này thì mình được tặng rất là nhiều cà phê và trà. Chắc là mọi người biết là mình nghiện ấy, cho nên giờ mình phải đóng thêm một cái kệ để đồ nữa. Chứ lâu lâu nó cứ rớt xuống là mình hết hồn luôn. Ê ơi, lúc mà đóng cái này đóng đến ê hết cả tay. Rồi giờ thì phơi đồ, sau đó thì tập thể dục một chút. Mình đang tập bài tập giảm mỡ tay của chị Hana Giang Anh. Tập cái bài tập này tay cực kỳ đau luôn ấy, và không biết là kết quả như thế nào thì cứ chờ xem nhé. Ngoài ra thì tập mông một chút cho đầy đặn để có dáng đồng hồ cát thì ok, sau khi tập thì ngồi một chút để nghỉ ngơi, giảm bớt thân nhiệt rồi mới đi tắm. Sau khi tắm xong thì mình sẽ tự thưởng cho mình một ly cà phê. Dạo gần đây thì mình đang cai latte mọi người ạ, mình rất là ghiền latte luôn. Nhưng mà mình nghĩ là dù latte có uống không đường đi nữa thì mình nghĩ nó vẫn còn rất là béo, cho nên là chuyển sang uống cold brew và americano. Trong đó thì americano là dễ pha nhất, cho nên là ok, một chút americano nào. Trên nay thì mình chỉ ăn hoa quả thôi. Nghe nói là sau khi tập xong thì cơ thể sẽ hấp thu rất là nhiều, cho nên mình không ăn nhiều được. Dạo gần đây thì tóc mình hư tổn khá là nhiều, cho nên mình chăm sóc tóc kỹ hơn. Mình đang dùng một vài sản phẩm chăm sóc tóc và thấy là cũng rất là ổn luôn ấy, cải thiện lắm luôn ấy. Nếu có cơ hội thì mình sẽ review cho mọi người kỹ hơn. Còn bây giờ thì mình cứ dùng thêm một thời gian nữa đã nhé. Tuy nhiên hiện tại thì sau khi dùng xong cảm thấy rõ là tóc mượt và bóng hơn hẳn. Chưa đến chỗ anh đào. Ăn xong rồi thì nằm oà ra giữa nền nhà mát lạnh thật là thích. Bên nhà hàng xóm thì đang bật playlist của Uyên Linh. Trời ơi, nó lại quá là hợp lý luôn ấy. Nằm như vậy chiêu chiêu bấm điện thoại thế là hết một buổi chiều.
Rồi, nằm một chút thì tranh thủ, bây giờ mới 5 giờ mấy thôi thì để nấu ăn. Hôm nay thì ăn sớm một chút cho đỡ mập. Chăm ngon của một đứa giảm cân nhưng mà lười biếng như mình đó chính là ok, anh thấy ăn càng sớm càng tốt. Ăn sớm trước khi đi ngủ tầm 5-6 tiếng là an toàn nhất đó cả nhà. Đó là suy nghĩ của mình thôi. Dạo này thì mình đang dùng một cái app để kiểm soát calo tên là Calorie Mama. Nó sẽ kiểm soát lượng calo mình nên nạp vào một ngày nếu mình tập luyện, và mình không tập luyện thì nên mình nên nạp bao nhiêu calo là vừa đủ. Nếu mọi người không thể tự tính được lượng calo thì có thể tham khảo cái app này nhé. Thực đơn tối nay sẽ là cải thìa xào với thịt, canh kim chi thịt và đậu phụ non, không ăn tinh bột nhé. Mình vẫn không thể kiểm soát được lượng nấu ăn cho nên là mình nấu canh khá là nhiều và cũng thừa khá là nhiều, thật là phí lắm luôn ấy. Ok rồi, ăn xong rồi, no rồi thì giờ ra ngoài một chút để hít thở không khí và cũng là để tiêu đồ ăn nào. Hôm nay thì mình tới cà phê Thức ở Pasteur. Trời ơi, ở đây vắng vẻ hẳn luôn, bình thường đông lắm luôn ấy. Lâu lâu tới đây mọi người còn có thể gặp được người nổi tiếng cơ. Ra đường cho mát mẻ nhưng mà quả thật là Sài Gòn đã vào hè rồi mọi người ạ. Dù ban đêm nhưng vẫn rất là nóng bức luôn. Sau khi về nhà thì mình quyết định tự chill một chút với một lon bia. Mọi người cứ bảo là ủa con gái con đứa gì sao nửa đêm đi thèm bia uống bia. Nhưng mà mọi người không biết được đâu, cái niềm vui kinh khủng khi mà trong một buổi tối oi bức pha bia và nước ngọt rồi nhâm nhi một chút hạt khô. Trời ơi nó thích cực kỳ luôn. Sau đó coi một series Netflix. Dạo gần đây thì mình coi Itaewon Class này. Rồi mình coi Girl From Nowhere của Thái Lan nè. Trời ơi đều là những series rất rất là đỉnh luôn ấy. Ai mà nói chung ấy thì một lon bia cũng mình tính là tầm chắc là cỡ 150 mấy calo, vẫn trong tầm kiểm soát được mọi người ạ. Ok bây giờ thì chill một chút với tinh dầu cam. Dạo này thì mình mới mua cái máy xông tinh dầu này nè, tại vì thực sự nến thơm rất là thơm nhưng mà nó tốn lắm luôn ấy. Một hộp 300 mấy nhưng mà chỉ dùng được khoảng một tuần là nó hết rồi. Còn với cái máy xông tinh dầu này thì nó sẽ hơi mắc một chút, nhưng mà được cái là mình sẽ dùng được rất là lâu, nó lại có đèn nữa. Ngoài ra thì nó sẽ bổ sung thêm độ ẩm cho căn phòng của mình nữa, tại vì nằm điều hòa mà cũng rất là khô ấy. Vậy thôi, vậy là một ngày của mình cũng chill chill lười biếng vậy là kết thúc rồi. Và thực sự khi mà quay cái video này thì cảm ơn mọi người rất là nhiều, tại vì lúc mà quay video này cho mọi người thì mình cũng chăm chỉ hơn, dậy dọn dẹp nhà cửa hơn, cuộc sống của mình cũng gọn gàng ngăn nắp hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này và đừng quên là hãy subscribe cho Châu Giang nè để cùng đón chờ những video tiếp theo của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.